Anh có muốn coi chung với em không? Cũng được à, nếu em cho. Ủa? Biết diễn à, cái này là hơi lố luôn. Mọi người mà cần đi học diễn lại là đây nè. Em là ai? Diễn lố rồi. Dạ, tại vì ở đây là em, chắc là em nhỏ nhất. Chắc là em sẽ sống thật với con người của mình. Em lúc nào đối với mọi người cũng cười, nên mọi người cứ nhìn em và mọi người đoán nha. Dạ, cảm ơn em. Rốt cuộc em bật mí cũng như không ấy. Dạ. Ẩn danh mà anh. Ẩn danh à, là ẩn vô, ẩn vô. Ẩn danh là ẩn vô nha. Ba người đều ẩn vô hết. Để coi. Anh Tâm, hôm nay mặc cái áo hơi chiếu, không biết là mình có muốn lộ sớm không? Thiệt chứ mấy anh chị thì em gung quá. Em hơi gung. Coi chừng rớt. Rớt cái nó lộ luôn đó em. Rớt là lộ luôn. Mà rớt lộ. Nếu mà hôm nay em đăng quang thì anh nhớ nói cho gia đình em biết. Được, đồng ý. Tiền cũng về tay cổ hết à. Nào. Không phải em nha mọi người. Không phải em. Nào đâu phải em. Nào đâu phải em. Mời em về. Không phải em nha. Không phải em. À, có hôm khi nay... nào ta tám người đều giống nhau hết không? Hôm nay chương trình là có một bậc thẹn với anh thôi mà chưa thấy gì bốn bậc thẹn với anh đây rồi nè. Tiếp tục mời anh Trình Tú Chung. Anh hồi hộp quá thật sự. Nữa. Sao cái thoại này quen quá vậy? Không bị gì bị lo đó. Có hai thoại khác không? Trời ơi tôi chết rồi. Em đã bớt lại xíu rồi đó. Cuộc sống của anh thế nào? Đây diễn bi á anh, không mắc nữa anh Trung ơi. Tự nhiên cái ngoài cái số 4 mở trong tên Cẩm Ly. Trời, là chị Tư Cẩm Ly luôn hả? Đúng rồi. Chết rồi, tiếng nhớ có phải ẩn không? Người về cuối phố lông lanh hạt xương hành mi vậy. Rồi về đúng không? Về. Rồi. Trời ơi, khó đoán rồi nha. Một, hai, trời ơi. Cái chân nó kìa. Hà cái gì giống ngộ. Cẩn thận thôi. Hay quá. Trời ơi. Nè. Có một cái bên kia nè anh, đúng rồi. Hay quá trời ơi. Về hả? Về. Tôi bước già dữ vậy trời. Trời ơi, chân già sẵn trời rồi. Trời ơi, đội trưởng có rồi. Trời ơi.